Today's show will be presented in our languages, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Trong văn hóa Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần, những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến năm 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó, phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Đài Loan, còn được biết là Formosa, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cõi Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Vẫn hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Kính chào các khán giả hiền hòa, tôi là Thuần Ái, từ Tây Ninh, Âu Lạc, còn được gọi là Việt Nam. Cũng như mọi dân tộc trên thế giới,
người Âu Lạc chúng tôi rất yêu chuộng những tích tuồng kết thúc có hậu, như trong vở cải lương Lọ Nước Thần của soạn giả Trần Vượng. Câu chuyện cho thấy đức tính siêng năng và lối sống đạo đức cao thượng không chỉ mang lại cho mình một tương lai tươi sáng mà còn làm lợi ích cho nhiều người khác. Vở tuồng Lọ Nước Thần sẽ được trình chiếu trong 4 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Minh Vương trong vai anh ba, Phương Hồng Thủy trong vai chị ba, Nam Hùng trong vai vua, Tô Kim Hồng trong vai cô Út, Trường Xuân trong vai phú ông, Tấn Bêu trong vai anh năm, Tuấn Cường trong vai Bạch Long, Thanh Ngân trong vai Đông Cung Mỹ Nhân, Văn Khoe trong vai Thừa Tướng, Tấn Đạt trong vai Thái Giám, Hữu Tài trong vai ông già nông dân, Bích Thủy trong vai bà quả, Hoàng Úc trong vai bác nông dân, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị thưởng thức phần 1 của vở tuồng này. Thổi sáo hay quá à. À kìa, cô Út. Ủa? Gì? Năm. Vậy mà. Cô đã khen người thổi sáo. Tôi xúc động vì đã có người đẹp biết thưởng thức tài nghệ của mình. Giờ này là giờ gì mà mấy người lại ngồi đó nghêu ngao thổi sáo? Giờ thổi sáo làm vui cho người đẹp. Cha, tôi mướn mấy người cuốn đất chứ đâu có mướn mấy người thổi sáo. Biết rồi, con trâu kia còn không cài quá buổi được. Huống chi con người làm việc mệt nhọc cũng phải có giờ xả hơi chứ. Sao không bắt chước anh ba? Làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm mà có bao giờ anh than thở đâu. Các người đừng lợi dụng lòng thật thà chất phác của anh ba để bóc lột mồ hôi nước mắt của người ta. Với tôi đừng hòng, không ai bắt nạt thằng này được đâu. Vừa vừa phải thì ở, còn quá thì bỏ đi. Đi đâu? Bảo thằng cha mày trả hết nợ cho tao. Mày muốn đi đâu thì đi. Quần ăn cháo đá bát. Cháo đâu mà ăn để có bát mà đá. Không có tao giúp đỡ, cha mày đâu còn sống đến ngày nay. Phải, cảm ơn ông à. Cha tôi suốt đời làm tôi mỏi cho ông, vì một cơn đau mà dai ông mấy quan tiền. Tiền lời mẹ, đẻ ra tiền lời con, rồi tiền lời cháu, đến nay gần cả trăm quan, làm sao tôi trả nổi. Không trả nổi thì đừng mong trốn khỏi nơi đây. Này, sao tao biểu mày qua bển anh đào muôn mà mày lại trốn ở đây? Tôi bị cảm, anh ba đổi công việc cho tôi để khỏi dầm nước. Không được, chuyện ai nấy làm. Mày qua bên đó gọi thằng ba về đây cho tao. Tôi đau đầu làm sao dầm nước vét mương được. Không được cũng phải được. Cãi lại hả? Thì cha con mày trả hết nợ, mày dở trò đi ngay. Ông ăn ở bất nhân, có ngày ông sẽ nhận quả báo đó. Nó rủa cha kìa cha. Cha cấm con không bao giờ giao du với thằng năm lười biếng cứng đầu này nha. Thì cha biểu con đem xô trên ba, nhưng lại gặp nó, chứ con có tìm nó hồi nào đâu. Cha biết, nhưng cũng cần nhắc với con là không được giao du với thằng năm. Còn thằng ba, con phải cố dùng tình cảm kéo nó về với gia đình mình. Gia đình mình đang cần có người mạnh khỏe giỏi giang như nó. Con rầu cha quá cha ơi. Muốn giữ anh ba lại, chỉ cần cha cho thêm ảnh một ít tiền công, một mái trò kha khá thì nó lại cái gì. Con gái cha dại lắm, sao lại cho hùm thêm giấy. Cho nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay đi mất. Cha muốn cột chặt chân nó muôn đời ở nhà của mình. Đất này còn ai bằng nó trong công việc đồng áng nè. Trời ơi, người ta có vợ rồi cha ơi. Vì cha không kịp cản ngăn để cho nó đủ vợ đủ chồng, nên nó mới tin bỏ gia đình mình mà đi nơi khác. Cha phải tìm mọi cách để giữ nó lại, làm tôi mọi cho gia đình mình suốt đời. Nhưng mà có chắc gì cột được chân người ta? Cầm chắc là cha con ta thắng cuộc. Con vợ của nó xấu xí như quỷ dạ xoa. Dạ. Sánh sao được với con gái cưng của cha. Dạ, vừa đúng. Giàu sang vừa đẹp như tiên giáng trần. Dạ, con đẹp lắm hả cha? Ê, được rồi, cha để đó cho con.
Lạ kìa, chú Năm bảo ông chủ gọi sao không thấy ổng cả. Có em nè. Ủa cô Út, cô đi đâu đây? Đem gói này cho anh nè. Gì vậy cô Út? Xôi. Hôm nay ở nhà có nấu xôi, người ta đem cho anh một gói ăn cho đỡ đói đó. Cảm ơn cô Út, tôi không đói. Em biết, sáng nào anh cũng nhịn đói đi làm. Ăn xôi đi cho em vui mà. Cô ăn đi, tôi nhịn đói quen rồi. Em chịu khó đem xôi đến đây, anh mà không nhận em buồn lắm à. Anh ba, bộ anh ghét em lắm phải không? Cô Út à, cô có làm gì đâu mà tôi ghét. Thì anh không nhận xôi là anh ghét em rồi. Tôi đã bảo là tôi không có ghét cô mà. Không ghét em, không ghét em thì anh nhận xôi đi. Khổ quá. Có gì mà than khổ. Mà không lẽ anh nhận xôi rồi anh bỏ sao? Ăn đi mà. Rồi đó, nghe lời của Út tôi ăn rồi đó. Vậy dễ thương không? Anh ba ơi. Ơi. Anh ba. À. Em hỏi anh chuyện này nghe. Chuyện gì cô Út cứ nói đi. Anh có thương vợ anh không? Trời đất quỷ thần ơi, vợ không thương thương ai? Sao cô hỏi kỳ vậy cô Út? Em hỏi vậy là vì khắp xóm làng này nè, bà con bàn tán về chuyện hôn nhân của đôi vợ chồng mới lên lửa, thật không xứng đôi vừa lớn. Đang tất bà Nguyệt với ông Tơ đã xe lộn mối chỉ hờn, làm sao khỏi gian dở nợ duyên, cảm thương người phải chịu trung cô nói ai. Tôi không tài nào hiểu được kẻ nào không xứng lứa trai duyên. Thằng mực tàu đáo lòng gỗ xanh thiên, vợ anh dị tương tóc xem già đen, đã vô duyên xấu xí lại nghèo hèn, sao anh không ngỡ ngàng đến nàng tiên. Nàng tiên đâu nào tôi có thấy, lại trách tôi không chú ý. Nhưng dầu cho nàng có đẹp nhất trần gian, tôi cũng đâu có màng. Thế ra anh là người vô tâm, đáng tuổi phân hồng nhan. Tưởng đâu trái tim anh biết rung động, nào ngờ nó đông rộng khổ thắng, không phân biệt nổi quả đen lầm về anh. Cô nên nói rõ ngọn ngành cho cô khỏi hiểu lầm tôi. Chao mà, anh thật thà quá vậy anh ba. Tôi không hiểu thiệt mà. Cô Út làm ơn nói chuyện cái gì đó quịt tẹt ra đi cho tôi hiểu đi. Nói đi cô, tôi cảm ơn cô. Trời ơi, không lẽ phải dập tay anh thổi lời vào đó, mai ra mới chịu hiểu hay sao? Thì cần phải như vậy tôi mới hiểu. Vì lời lẽ của cô bóng bẩy tôi thì chậm hiểu. Cái tánh của tôi không thích nói vòng vo. Thôi, nói gì thì cô nói rõ ràng đi. Nói hà. Anh ba ơi, anh xem em có đẹp không? Vùng này hả? Cô Út đẹp nhất đó. Mà em có đẹp bằng vợ anh không? Vợ tôi xấu xí lại nghèo, sao dám sánh với cô Út? Vậy sao? Sao em thương anh mà anh không chịu thương em? Tại vì cô Út không phải là vợ tôi. Bộ anh không thích có vợ đẹp sao? Thích chứ. Vậy sao anh không thích người con gái đẹp như em? Vì trên đời này không ai đẹp bằng vợ tôi hết á. Anh đã chọn lầm người vợ vô duyên, tóc xém da đen xấu xí nè, lại phải tôi nghèo hèn thì làm sao mà tạo nên.
yêu nhau nào phải vì cửa rộng nhà cao, sáng giàu chẳng tạo nên hạnh phúc, chỉ cần người vợ tài đức ngoan hiền, cần người chính chuyên hơn sắc sảo. Anh mãi sống trong mộng áo vu vơ nên cam phận đêm tối trăng mờ. Không có một tấc đất để cắm dùi, chẳng có túp lều che nắng che mưa, vất vả mà dần bữa cháo bữa khao. Dẫu gian lao vẫn trọn đạo vợ chồng, không thấy trăng quên đèn đổi trắng thay đen. Anh ba, giờ em nói thiệt nghe, cha em hứa rồi đó, nếu như anh nhận lời bỏ vợ cưới em thì ổng sẽ cho nhà rộng ruộng tốt, trâu bày để làm của riêng. Sao anh chịu không? Những kẻ xúi người ta bỏ vợ là người xấu, tôi không thèm nói chuyện với cô nữa đâu. Bộ tôi không đáng mặt nói chuyện với anh nữa phải không? Cô về đi, kẻo người ta hiểu lầm mất danh giá cô đó. Cái bản mặt của anh cô mai cần nói chuyện đâu, rồi anh sẽ hối hận về sự dại khờ ngu dốt của mình. Chả có xôi đây. Cứ có xôi cũng đòi. Cô Út này thật là khó hiểu nghe. Tại sao lại xui mình bỏ vợ rồi ứng cổ? Cha con nhà ông Phú ông này nham hiểm lắm, mưu mô lắm nè. Chắc là họ có ý nghĩ gì xấu đây nè. Dạ thưa, ông mới tới. Tới lâu rồi. Cái thằng dài lưng, chúa làm biếng. Tao sai mày ra cuốc đất đắp bờ, tại sao mày tự ý đổi với thằng Năm đốn đi chơi vậy? Dạ, qua bên bưng làm việc cực nhọc hơn nhiều, phải dầm nước vét mương. Anh Năm cảm sốt mấy ngày rồi chưa khỏi bệnh, mà phải đi làm nữa cho nên tôi đổi cho ảnh cuốc đất ở trên khô, tôi dầm nước vét mương. Nó cảm sốt, mặc kệ nó. Ai bảo mày thay? Lỡ lần đầu tao bỏ qua, mai mốt không được thử thay đổi à? Vì vậy cho nên anh Năm anh qua anh gọi, cho nên tôi trở về đây cuốc đất ngay đó. Cuốc đất ngay hay là đánh đôi đánh đỏ cả buổi nay, bỏ bê công việc? Dạ tôi chỉ nói chuyện với cô Út à, chứ có đánh đôi đánh đỏ với ai đâu. Có thật cô Út vợ đi với mày không? Dạ đúng là cô Út. Lão lão, con gái tao lại đi nói chuyện với thằng ở đợ cả buổi à? Tôi nào dám nói láo đâu. Tôi tưởng ông sai cô Út đến đó chứ. Làm việc có việc đó. Tao sẽ hỏi lại con Út, mày đặt điều lâu thôi là chết với tao. Coi, coi, làm gì mày đứng như trời trồng vậy? Thưa ông, tôi muốn... Muốn vay tiền phải không? Tiền cho vay bạc mùa hết rồi. Dạ không phải. Vậy là mày muốn gì? À, hay là muốn làm rể nhà tao? Dạ đâu dám. Thôi, muốn gì nói đại nghe coi nè. Thưa Phú ông, ông hãy nhớ lại mà xem. Tôi đi ở đợ cho ông từ năm 10 tuổi, cho đến nay tuổi tôi đã quá 30. Biết bao lần ông hứa cấp cho tôi một khoản ruộng thế cho tiền công, vậy mà lời gửi gió bay, hứa hẹn thành suông cả. Trước tôi tay trắng, nay tôi vẫn hoàn trắng tay. Nín, nín đi. Im miệng đi. Cái thằng vô ân bạc nghĩa. Đâu mày nhớ lại xem, công của mày tao có quên bao giờ đâu. Tao đã trả cho mày gấp mấy lần công kia mà. Bây giờ mày ăn nói ngược ngạo hả? Cái ông này tráo trở làm sao? Ông chỉ hứa chứ công tôi ông trả hồi nào? Ông không sợ trời Phật hay sao mà ông ăn nói nghe nó thế nào? Cái thằng lú lẫn, chẳng phải tao đã cho mày sự sống hay sao? Rõ ràng ông là kẻ dối trời. Ông nói rằng ông nuôi sống cho tôi, nhớ lại thì tôi đã làm bội cho ông đã 20 năm rồi. Cuộc đời vẫn ao ông khô rách, ông cướp hết nước mắt mồ hôi tôi, cướp công cả vợ chồng tôi. Khi tôi đi cưới vợ ông cản ngăn hết lời. Vì thương mày tao mới cản không cho mày cưới vợ. Nhưng rồi tụi bay tự ý lấy nhau,
tao có bao giờ nhìn nhận. Ông không nhìn nhận, nàng vẫn là vợ của tôi. Lòng tham không đáy đã biến ông thành kẻ bất nhân thất đức. Ngày nay ông còn muốn chia rẽ vợ chồng của tôi để ông thủ lợi. Ai? Ai chia vợ rẽ chồng mày làm gì? Ai nói? Việc ông làm ông và con gái út ông biết. Nhưng tình nghĩa keo sơn gắn bó với vợ chồng tôi, đố ai tách rời cho được. Vậy thì bây giờ công chúng tôi ông phải trả gấp đôi. Nếu không hả? Thì sao? Nếu không thì từ nay vợ chồng tôi không ở cho ông nữa. Đất lành chim đậu, nơi đây không phải là đất lành. Chúng tôi đi tìm nơi khác làm ăn. Đất lành chim đậu, đất không lành chim bỏ chim bay. Nghe hay lắm. Nhưng tao hỏi mày, mày đào đâu ra ruộng mà mày cày, mày cấy? Đó, tôi sẽ dỡ đất hoàng phía ngoài cây đa kia. Hả? À, đâu được. Bãi đất ở hoàng ấy là của tao. Tao chưa mướn người khai phá, nhưng tao đã thuế má cho nhà vua. Mày có nghe rõ hay chưa? Nghe rõ chưa? Tôi sẽ đến rừng xa ở đằng kia, biến đất hoang thành ra đầy ruộng. Đó cũng là đất của ông đi hết. Mày đừng có chọc đồ thôi. Ông mày không cùng. Thôi được rồi, chỗ nào ông xí là của ông chứ gì. Được. Tôi vào tận trong núi xa tích kia kìa. Vào trong đó mày cầm được thứ gì? Nơi đó toàn là đá cứng cây to. Đã xem thường mọi chướng ngại trong gai, với đôi tay khỏe khoắn này sẽ biến nó thành đồng lúa xanh gì. Ngang dọc đầy đầy bắp nương khoai. Mày muốn chết, tao cho mày chết. Mày vô trong đó để rồi ma thiên nước độc nó giật mày. Chúc mày đi mạnh giỏi nhé. Lão phú ông tham lam ác độc. Lão tưởng rời khỏi ruộng đất của lão thì chúng ta sẽ chết đói à? Được, lão hãy mở to đôi mắt ra mà xem. Em nghe gì? Ông ấy nói đúng. Em là người con gái đói nghèo, bơ vơ, côi cút, da đen, tóc nám, nhan sắc cũng chẳng bằng ai. Em ơi, em đừng buồn. Bơ vơ coi cúc với đôi nghèo là do cảnh ngộ đã đưa ta vào gian khổ truân chuyên. Phải sống trong mưa gió bào bùng. Đời chẳng có mùa xuân làm sao mà thắm môi hồng. Tóc xem da đen nào phải lỗi tại vì em, mà lo dãi dầu sương nắng vất vả quanh năm. Mỗi lần nhắc đến nhan sắc thêm chạnh nỗi niềm. Tôi hồng nhan bạc phận thấp hèn. Em ơi nào đâu anh chẳng thấu hiểu lòng em, nhưng phải nói ra vì lão già xảo trá gian manh. Lão nói gì hả anh? Lão ta nói rằng chúng ta nên vợ nên chồng là do công ơn của ổng. Rồi lão ta đành đoạn cướp công lao của vợ chồng ta ngót bao năm khó nhọc. Em hiểu ra rồi. Giờ chàng nghĩ sao? Em à. Dạ. Em có quyết cùng anh vào núi vợ đất khai quang để thoát khỏi của lão phú ông gian ác này không hả em? Dạ.
chàng ơi, dẫu có phải qua muôn dặm hiểm nguy, em cũng nguyện theo bước chân chàng, dù phải đến nơi thủy tận sơn cùng, còn ở nơi đây là còn kéo dài cuộc đời lầm than lận đận hơn 20 năm ròng rã làm đầy tớ không công, cho tên phú ông vô cùng tham lam ác độc. Một bài học đắng cay không nên kéo dài thêm mãi, ta không thể nào cảm tâm sống kiếp ngựa cởi trâu cày, cho bọn quyền quý cao sang đè đầu xiết họng, phủi sạch kiếp tôi đòi vĩnh biệt đời nô lệ. Ta cùng cất cánh bay cho chim bằng hỏa chí, thuận vợ thuận chồng lo gì công tác càng biệt đông. Anh ơi có biết chăng ngọn lửa hồng đang rực cháy trong lòng bất chấp gái chồng, tay trong tay ta đi về hương chim hát qua cười, giữa mỗi trong gai ta cùng xây dựng tương lai. Son sắc bên nhau thương quá là thương, khi lòng ta mãi bên lòng, ai đang trong tay nghe nhiều hạnh phúc quanh đây. Ôi thương biết bao môi nàng mong thắm tình yêu, ta nguyện một lòng muôn đời sẽ mãi. Phá đá, lắp trũng, sang gền, làm bình địa cả một vùng nhưng mà chưa thỏa mãn. Còn ai là gì tránh cần cù nhẫn nại của mày nữa. Nhưng riêng khối đá này thì không làm sao cho sẻ. Thằng ba, không có nên xeo cái khối đá đó. Sức người thì không sao phá nổi đâu. Nhưng con đinh ninh rằng á, khối đá kia sẽ không cưỡng nổi sức người. Bỏ một khoảng đá cứng có là bao, lỡ có chuyện gì nguy hiểm không lường. Không có gì đâu bác à, để vậy coi chướng mắt làm sao á. Nó nhắc nhở rằng cái việc khai phá của tôi chưa toàn vẹn. Nè,
Tao có đem qua biếu cho hai cháu một nải chuối chín bói này nè. Bà con ai ai cũng đều biết là hai cháu đây là những người khai sơn phá thạch, dựng nhà giữa hang sâu phá nương núi cọp, bước gian khó đầu tiên hai cháu lập cơ ngơi, nêu gương tự lập cho bà con nghèo khó chúng tôi nay ruộng vườn tốt tươi. Mới vụ gặt đầu tiên mà sản vật đầy kho, nhớ ơn người đi trước dò thăm, bà con tôi nay có miếng ăn no, mượn qua trái đầu mùa thay những lời cảm ơn. Lòng người quý hơn tiền bạc, thật là cảm động biết bao. Đúng là bà con hôm sớm có nhau, xin đa tạ tấm lòng ưu ái của bà con. Một con quạ đen to lớn khác thường, bắp non đổ ra bao nhiêu là nó bẻ hết à. Bác phải về, không thì nó bẻ hết rễ bắp của bác. Thôi bác về nghe cháu, bác về à. Về đi. Về anh, đi về, về. Tảng đá cứng đầu kia, thử xem mày cứng hay sức người cứng. Cảm ơn anh nhân. Kính chào ân nhân. Người là... Tôi là người vừa được ân nhân cứu thoát. Người nói gì? Tôi chưa hiểu. Sao lại gọi tôi là ân nhân? Nếu không có ân nhân, vĩnh viễn tôi không bao giờ còn thấy ánh sáng mặt trời. Thế là sao? Tôi chưa bao giờ gặp người mà. Dạ phải. Âm dương đôi đường cách trở, chỉ mới gặp gỡ hôm nay. Người không phải người trên trần sao? Dạ phải. Vậy người từ đâu đến? Tôi là rồng tiên bị giam trong lòng đất từ nghìn năm trước. Nhờ chỉ nhẫn nại và thần quái của ân nhân khai sơn phá thạch, giải thoát tôi khỏi lòng đất lạnh muôn đời. Là rồng tiên bị đọa xuống dương trần à? Phải, chính tôi đây là rồng thiên trong lòng đất, là hương hồn của đất cát cỏ cây. Hiềm nổi bao năm bị chôn chặt nơi đây, chưa gặp được một bàn ai dài thoát. Nay đổi ơn ân nhân ra tay cứu mạng, xin kính dâng lọ nước quý trên đời. Chuyện tình cờ giải nguy rồng mắc nạn, có gì đâu phải trao tặng trả ân. Cài sâu cuốc bẩm nghiệp của nhà nông, xin người chớ có bận lòng băn khoăn. Thưa ân nhân, suốt thời gian dài đẳng đẳng nằm dưới lòng đất khô khan tâm tôi đã nguyện với lòng sẽ trao tặng vật tùy thân cho người dạy nàng. Giờ đây tôi phải giữ tròn nguyện ước, xin người cho tôi được ghi đền để tôi khỏi phải băn khoăn khi trở về nơi gió núi mây ngàn. Lọ nước thần có lắm phép thấy, sẽ mang cho người nhiều may mắn. Giờ thiên đã dứt tôi phải biến hình, xin giả biệt với trọn tình tri ân. Xin giả từ ân nhân.
Trời ơi, rồng cho lọ nước thần sao mà mở hoài không có được. Thôi cất lại đó đi, lên rẫy kìa đã. Quý vị vừa thưởng thức phần 1 Vợ cải lương, lọ nước thần của tác giả Trần Vượng. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là Ocean Robes, cách mạng thực phẩm cho một thế giới mới, phần 2 của 2 phần. Cầu chúc đời sống quý vị luôn mãn túc trong ân sủng dồi dào của thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. You've just enjoyed part 1 of the Modern Folk Opera, The Magical Water Jar by playwright Trần Vượng. Please join us next Thursday for part 2 on Supreme Master Television. Up next is Ocean Robins, The Food Revolution for a New World, part 2 of 2. We wish you heaven's abundant blessing. Farewell for now. For more details, please visit suprememastertv.com/EE.